Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chỉ phải đón tiếp đội bóng cuối bảng Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà tại vòng 12 V-League mùa giải 2023-2024, nhưng câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa với việc thiếu vắng hai ngoại binh Gustavo bị chấn thương và Romario bị treo giò đã bất ngờ trắng tay. Đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà mùa giải này của đội bóng xứ Thanh. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đang phải chịu tổn thất không nhỏ về lực lượng do chấn thương với những cái tên như là Gustavo, Hoàng Thái Bình và Thanh Diệp. Khó khăn càng chồng chất khó khăn khi chân sút chủ lực Romario cũng không thể ra sân do nhận đủ 3 thẻ vàng. Với một đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã không thể tung ra một cú sút trúng đích nào với khung thành của anh Gia Lai chơi hiệp 1. Không những thế, sai lầm của thủ thành Xuân Hoàng còn khiến cho đội chủ nhà phải nhận bàn thua với pha ghi bàn dễ dàng của Minh Vương. Sang hiệp 2, đoàn quân của Veliza Popov đã dâng cao tấn công khi những Trọng Hùng, Quốc Phương và Nguyên Hoàng được tung vào sân. Nỗ lực ép sân của Đông Á Thanh Hóa cũng được đền đáp xứng đáng khi trọng tài với sự trợ giúp của VAR đã cho đội chủ nhà hưởng một phạt đền và tiền vệ Luis Antonio thực hiện thành công săn bằng tỷ số 1-1. Những tưởng sau khi có bàn thắng gỡ hòa, đội bóng xứ Thanh sẽ vùng lên chiến thắng. Nhưng một lần nữa, lỗ hổng do thiếu vắng Gustavo lại lộ rõ khi trung vệ do Harike đã bật cao đánh đầu hiểm hóc ấn định tỷ số 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Trận thua đầu tiên trên sân nhà mùa giải này đã khiến cho Đông Á Thanh Hóa dậm chân ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Theo kế hoạch, vào ngày 8 tháng 3 tới, thầy trò Veliza Popov sẽ có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định.